Như lúc mà con đi sanh á thì mẹ không có chăm, tại lúc mẹ bận em nhỏ với công việc ở nhà. Ừ. Nhưng mà cũng thấy người ta có mẹ chồng mẹ ruột rồi, mình không có ai có chồng cũng buồn, ta nói tới đó mình mới đứt ruột lên lên cưới con dâu về nó sanh cháu nội cho mình, mà mình không có vô nhà thương mình chăm sóc cái đêm nào ngủ với dâu đó, mình thì tối mình thức đêm có được, nói thiệt. Cái giếng nước á mà bỏ một cái rồi người ta không có xài người ta la, rồi thêm có thằng nhỏ ở nhà nữa, mà con dâu sanh mổ mà chỉ có hai vợ chồng thôi, nó mổ nhỏ vậy thôi nó bị nhiễm trùng. Trời. Rồi phải đem con về dưới rồi nó trở lên nó mổ tiếp tục lần thứ hai, có đau lòng xót dạ. Đêm đó con suy nghĩ làm sao? Buồn nhiều, tại vì lúc mà ở bệnh viện á có một mình chồng đem con về á thấy tủi thân. Lúc đó mẹ em đâu? Mẹ em lên chỉ ở dưới quê mà gặp chỉ bị lãng tay nữa à, mình khờ chỉ còn khờ hơn nữa. Nói chung là thằng con trai của mình nha là rất là tuyệt vời, nó có chồng chăm sóc chu đáo, chăm sóc chu đáo từ mẹ tới con. Mình cũng có lên chứ không phải không lên, nhưng mà lên được có vài tiếng đồng hồ là mình lo mình về nhà rồi. Mẹ không có lo được con trong cái lúc con sanh đẻ, đáng ra mẹ phải gần gũi với con, mẹ lo cho con với cháu nội mẹ, mà mẹ không có lo được. Với lại cái vàng cưới cho cũng hơi ít, mốt mẹ bán được miếng đất nào mẹ sẽ bù đắp vô cho con nhiều hơn, rồi mẹ cho cái số vốn nó hai chồng làm ăn cho nó phát triển lên. Hai chồng nó giỏi lắm anh Linh. Gái. Dạ chào chị. Dạ xin mời cô ạ. Rồi xin mời cô ngồi ạ. À. Trời ơi cái Trinh bắt tay anh, trời ơi nhờ cái Trinh này mới gặp anh mới được dần tình, nhìn tận mặt nè. Chứ coi tivi không mà. Giống tivi không? Rồi á hả, suốt cuộc đời của người tới chết mà ao ước gặp vậy mà cũng không gặp được nữa đó con. Dạ. Con cũng vậy dạ, nữa đó. Cảm ơn. Như dạ. Ba cô giờ ổng muốn gặp Lệ Thủy nè với Thanh Kim Huệ. Ổng mê lắm mà tới chết ổng chưa gặp được nữa. Cô cũng rất thích với chương trình này hả mấy chị, mấy anh, mấy cô. Chương trình này hay lắm luôn á. Thiệt luôn á. Bây giờ mình giới thiệu cho mọi người cũng biết đi, cô tên là gì? À, tên Ngô Thị Nhanh, tỉnh Long An, nay 50. 50 hả? Rồi 15, công việc là trồng rau hả? Trồng rau với nhà có giếng nước đó, rồi cho cung cấp cho bà con xài, rồi mình trồng rau, trồng cải, và mình ăn rau sạch đó. Vậy đâu biết ai nông dân đâu, đẹp dạ, quá đẹp ha. Quá. Rồi. Dạ, anh chào Trúc, chào Lê Lộc, chào quý khán giả. Con xin tự giới thiệu, con tên là Danh Thị Diễm Phúc, năm nay con 28 tuổi, con làm dâu của mẹ được 3 năm rồi. À. Mình có mấy cháu rồi? Một bé được 16 tháng rồi, à. Bé gái. Cái ngày đầu tiên mà mẹ chồng thấy cô con dâu mình xuất hiện á thì mẹ chồng đánh giá gì cô con dâu này? Đấy, quen cũng là đứa này năm, là đứa thứ ba đó, dẫn về mấy cô kia cao ráo rồi cũng lịch sự. Ừ. Mà dâu này đẹp mà tướng thì nó tròn tròn tròn, nó hơi lùn hơn con trai mình tí. Thì mình đi đám cưới mà ai cũng nói trời ơi sao mà chú rể đẹp quá mà sao cô dâu sao mà xấu quá. Vì mình nói với con trai mình nói con á, cưới vợ á, con lựa coi đẹp đẹp được được một chút. Mà con lựa thì con chịu nha, tại vì cái tương lai của con ở á, là tới già, đúng rồi, tới chết. Còn nếu mà mẹ lựa, mẹ phải lựa tròn trịa như Ly Lộc vậy đó. Dạ. Nhưng mà cô dâu này về rồi cô ưng bụng không? Về thì thấy cũng dễ thương mà ít nói quá. Dạ. Mình thì mình nói chuyện quá trời. Nhát làm sao? Mình muốn dâu mình á, nó về nó tâm sự, nó nói chuyện với mình. Dạ. Nhưng mà con dâu về có ấn tượng gì với mẹ chồng không? Có. Trước khi về chồng cũng hù là nói chồng mẹ khó lắm, mẹ biết như biết câu bói, mẹ nhìn cái là mẹ biết người đó sao sao mình cũng lo. Để xong cái gặp thì thấy mẹ cũng vui vẻ cởi mở, nhưng mẹ hỏi quá trời hỏi luôn. Vui mà. Nhà mình có thờ Phật, lâu lâu về á thì nó mua trái cây đem lên bàn thờ, nó cúng xong đem xuống cho mẹ. Dạ. Mẹ ấy là con để nó lát mẹ ăn. Có nó mua trái cây thiệt. Bỏ tủ lạnh không nói gì ráo trưng mình không dám ăn. Không biết nó mua rồi lát nó có đem đi không, tại vì cưới xong rồi ở nhà trọ á. Cưới thì mình lo cưới một lần cưới rồi đàng hoàng rồi. Nhưng mà tự hai chồng nó lập ra là nó mở cái shop quần áo nó bán. Mình hoàn toàn mình không biết. Tới chừng nó mở cái shop quần áo nó bán rồi nó mới nói mẹ ơi nay con khai trương. Nó quần áo treo rồi đẹp quá trời. Mình thì nhấn nha nhấn nhảnh. Con cái này mẹ mặc vừa không? Mẹ ơi mẹ bự nó mẹ mặc không vừa đâu. Cái dép đẹp quá con mẹ mà mang thử cái vừa. Con chân mẹ bự nó mang cũng vừa đâu. Mình nói trong bụng nó nói mẹ mẹ bận cái dừa không, mẹ lấy bận mình cũng vui lòng nữa. Mà nếu mà bận dừa á ha thì mình lát mình cũng nhát cho con mình chút đỉnh chứ mình con mới bán mà không lẽ mình lấy mình bận. Đúng rồi. Kỳ vậy. Nhưng mà nó không có nói. Cái đó cũng là thiếu sót của con, tại vì con không có cũng như con nhìn thấy dáng thì mình bán quần áo mình biết như dáng cỡ nào như ký mình nhìn mình biết rồi, cho nên mình nó nói luôn miệng mình nói là mình không có suy nghĩ. À mẹ thử mẹ nếu vừa mẹ lấy mẹ mặc con tặng coi, mẹ. Coi mẹ mặc cái vừa không mẹ. Nhưng mà hồi nào giờ có tặng cho mẹ cái bộ quần áo nào chưa? Quần áo thì có mua nhưng mà chưa có tặng. Như mua trên đặt trên mạng á, mình về thấy mình xấu quá mình không có dám tặng. Rồi cái đồ mình bán á là cái đồ cho giới thật trẻ giới trẻ đúng rồi tuổi teen không. Nhưng à mẹ mặc vừa thì tặng mẹ luôn đi.
Không có vừa. Mẹ thử mốt có kinh nghiệm nha. Dạ. Cực khổ gian nan cưới con dâu về cái thời gian ở ở tưởng đâu nó im ấm mừng ai về đâu buồn nghĩ sách vỏ đồ đi. Trời ơi mẹ chồng phải chạy theo dâu 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 dâu. Ủa con đâu vậy con đi vô vô với mẹ con đâu vậy? Nó con về nhà con. Trời ơi con đi về nhà con mà xe cổ đâu rồi tí. Trời ơi con bỏ con đi vậy ta cười chết. Con giận gì con nói với mẹ nè. Rồi mẹ la nó cho. Rồi cái nó nói mẹ vô mà hỏi anh trai mẹ. Rồi khi vô mới hỏi anh trai mẹ nó ai biết đâu. Rồi được thôi. Bữa đó tối thứ bảy chồng con á mới đi nhậu mà nói dối con là như là bữa đó cái anh bị tai nạn đi vô bệnh viện chăm sóc ảnh, cái con gọi điện thoại mà cái điện thoại bỏ trong túi quần nó cấn á, nó nghe gheo mà không biết á, cái nghe đang hát karaoke đang nhậu chổng á, rồi buồn vui gì cái bắt đầu lên Facebook nói buồn quá này kia nọ cái mấy gì nó bển á, mấy coi trên Facebook á yeah. Mấy gì nó mới nói chị vợ một tí cái gì vợ chồng á nói chứ cái gì cũng để lên Facebook buồn vậy. Trời. Nhưng mà hai người có hợp nhau gì không? Mình thì mình nói nhiều, mình muốn nói gì với dâu cái đầu nó ít nói với mình quá. Mẹ con nói nhiều hơn con đúng không? Đúng rồi mẹ nói nãy giờ. Cái này là không hợp nè. Còn hợp chuyện gì nữa? Hợp như hai mẹ con đều thích làm đẹp. Thích làm đẹp. Đúng rồi, thích đi làm tóc, làm móng gì đó. Chuyện chăm sóc em bé rồi hai mẹ con mình có hợp nhau không? Như lúc mà con đi sanh á thì mẹ không có chăm, tại vì mẹ bận em nhỏ với công việc ở nhà. Nhưng mà cũng thấy người ta có mẹ chồng, mẹ ruột rồi mình không có ai, có chồng cũng buồn. Ta nói tới đó mình mới đứt ruột đó anh Linh. Cưới con dâu về nó sanh cháu nội cho mình mà mình không có vô nhà thương mình chăm sóc, cái đêm nào ngủ với dâu đó mình thì tối mình thức đêm có được, nói thiệt. Cái giếng nước á mà bỏ một cái rồi người ta không có xài người ta la, rồi thêm có thằng nhỏ ở nhà nữa mà con dâu sinh mổ mà chỉ có hai vợ chồng thôi, nó mổ nhỏ vậy thôi nó bị nhiễm trùng. Trời. Rồi phải đem con về dưới rồi nó trở lên nó mổ tiếp tục lần thứ hai, có đau lòng xót dạ. Đêm đó con suy nghĩ sao? Buồn nhiều, tại vì lúc mà ở bệnh viện á có một mình chồng đem con về á thấy tủi thân. Lúc đó mẹ em đâu? Mẹ không lên, chỉ ở dưới quê mà gặp chỉ bị lãng tai nữa. Mình khờ chỉ còn khờ hơn nữa. Nói chung là thằng con trai của mình nghe là rất là tuyệt vời. Lúc đó chồng chăm sóc chu đáo, chăm sóc chu đáo từ mẹ tới con. Mình cũng có lên chứ không phải không lên, nhưng mà lên được có vài tiếng đồng hồ là mình lo mình về nhà rồi. Mẹ không có lo được con trong cái lúc con sanh đẻ, đáng ra mẹ phải gần gũi với con, mẹ lo cho con với cháu nội mẹ mà mẹ không có lo được. Với lại cái dàn cưới cho cũng hơi ít, mốt mẹ bán được miếng đất nào mẹ sẽ bù đắp vô cho con nhiều hơn. Rồi mẹ cho cái số vốn nó hai chồng làm ăn cho nó phát triển lên. Hai chồng nó giỏi lắm anh Linh. Rồi có tự giờ động là ra. Con về rồi nấu nướng rồi ăn chung với mẹ chồng rồi vui con không? Con dũng lắm, con nấu không có ngon. Cha con nấu ngon, mẹ nấu ngon, ai trời cũng nấu ơi, ngon hết trơn. Ngủ vậy là bắt đầu là con ơi con ăn đi con, là đồ ăn có sẵn mẹ nấu sẵn rồi. Hết trơn rồi. Chén kia mẹ cũng rửa nữa. Cái chén con rửa mà. Rồi làm dâu sướng vậy đó. Trời ơi cưng cực kỳ, không có làm gì. Thôi con để lát mẹ làm. Mà mẹ nói con vậy, thí dụ đi con nói chuyện với chồng á thì ngọt ngào, đàn ông nó chịu ngọt lắm. Như mẹ với cha lúc nào cũng anh em, dù có giận cũng anh em. Thí dụ nó lớn tiếng thôi mình nín, chứ đừng có cãi. Hay với lại con nói chuyện phải cho nó ngọt ngào, dù khi chuyện giận nhau cái tí kêu mày tao mình nghe mình buồn lắm luôn. Mà hôm nay mẹ chưa nói, bây giờ sẵn có chương trình này mẹ nói với con vậy. Thôi bây giờ con đừng có kêu mày tao rồi đó. Nhưng mà giận quá cái không có kiểm soát được lời nói của mình á. Tặng cho mẹ thì con muốn mua gì con tặng cho mẹ thì con tặng, chứ con đừng có mà nó kêu anh Danh, con mình tên Danh. Tại vì con không có biết chạy xe mà muốn mua gì cũng phải kêu chồng chở đi chứ. Thì chồng chở về nhưng mà con nói mẹ con mua nè, con tặng mẹ, trời quý lắm à. Còn có mình muốn là dâu mình á, mình gọi điện thoại. Thân thiện, mình muốn thân thiện. Mình gọi điện thoại mình nhớ, mình muốn nói chuyện nó quá trời, hỏi thăm này cơ nọ. Nó nghe nó một hai câu rồi nhiều khi nó không nghe, nó chờ thằng kia về điện thoại lại nói chuyện. Mà nhưng mà mình muốn nói chuyện với dâu. Đúng rồi. Nhưng con cũng ngại á, nên nói với mẹ cũng không biết nói gì giờ, hỏi thăm mẹ ăn cơm này kia chứ còn con cũng không biết nói gì thêm. Mẹ đó mở lòng như thế. Có một cái khoảng cách nào đó giữa hai mẹ con mình không? Chắc tự mình tạo ra cái khoảng cách đó. Chính xác đó. Vì sao? Hơi xa lạ chút xíu vậy. Mẹ chồng thì rất là gọi là nhiệt tình. Tại sao? Là... Anh em kể anh nghe, nhiều khi thương con lại ôm hung, nhiều khi nó vui cho hung, cũng buồn né nó không cho hung. Nó ngại, con không có quen. Tại đó giờ mẹ hung nó hoài luôn đó. Nhiều khi nó vui. Trời đất ơi, buồn hết sức vậy đó. Bây giờ con muốn nói gì mẹ trong ngày hôm nay con nói đi. Mẹ cho phép không?
trời, thoải mái đi con. Bắt đầu. Nhưng trước tiên thì con xin lỗi mẹ. Thì lúc này hai chồng con giận nhau mà con có lớn tiếng với mẹ. Trước sau nói là con cũng cảm ơn vì mẹ lặn lội đường xá xa xôi để về dưới rước con lên. Nên mẹ cũng không giống như những người mẹ ngày xưa mà khó khăn. Mẹ đâu có kia. Mẹ này để cho con nói. Con thì nói đi, con nói đi. Con cũng muốn mẹ là dành thời gian nhiều hơn cho cháu. Mẹ ghi mẹ ít chơi với nó, thấy nó tội nghiệp, nó không có mến mẹ. Đúng rồi. Biết sao không? Mình con nít đó, mình thương nó, mình lợi mình hung, mình đựng nó chút xíu thôi hả? Đi kiếm chuyện tứ rau tứ cải rồi giữ đồ này kia nọ, nó chạy theo mình chạy theo quá rồi. Mà nhiều khi nó gửi thì cũng rầu lắm á, không biết quậy sữa. Trời ơi, mới con đứa mà bà nội chạy theo không xong, bà nội kêu đẻ nữa rồi ai chạy theo? Thì giờ ao ước cho nó, ví dụ sanh thì sanh thêm thằng trai nữa rồi nghĩ cũng được. Sanh nó khổ cho nó chứ. Mẹ có cái tính là hay nhằn, như nhằn cha, như hổng như bữa ăn gia đình á. Mẹ đôi khi mẹ đừng có nhằn gì, giống như mất vui á, ăn cũng không có ngon nữa. Mình ăn hiếp chồng dữ lắm. Đúng rồi, mẹ hơi khó, mẹ hơi la lắm. Nấu ăn á, thì phải cho đâu ra đó đàng hoàng. Nêm nếm phải cho nó tới bến, ăn phải cho nó nóng. Ông nấu cho mình ăn đó, nhưng mà không vừa ý thì mình hay nói, mà không phải nói mẹ lần nói, nói ba bốn lần nào nói lần ông sợ không nghe. Mẹ mới... phải nói hai ba lần mới mốt anh đừng làm vậy nữa, đừng nấu nấu ăn phải nóng hổi lên. Ông lấy cái đó cái tô bánh canh đó, ông mới đi trụng lại nóng, ông đưa bưng lại cho mình ăn xong rồi nói nữa, rồi nói nữa ăn rồi còn nói nữa. Bởi vì mẹ hay nhằn á. Cái nữa là mẹ hay cuối tuần á, cha về nghỉ ngơi, mẹ cha về cuối tuần thì cha đi làm một tuần về có hai lần, tối thứ tư với ngày chủ nhật. Về thì mẹ hay sắp xếp công việc cho cha làm, thấy tội nghiệp á. Ở nhà mình là bà phụ nữ, rồi cái ống nước mình tưới cây, mình thấy nó không dễ thì phải kêu ông làm. Rồi cái dây điện thấy nó kỳ kỳ quá, kêu sửa lại. Mẹ bớt đi làm đẹp lại. Con nhớ là lúc mà con cỏ nhà sinh á, bốn bé bốn tháng, mẹ đi xuống, mẹ đi tập gym nè, mẹ đi làm đẹp nè, mẹ đi nguyên một ngày luôn. Mình thì sợ bệnh nè. Bệnh đi uống thuốc nó nắng nè, rồi vô bác sĩ nó chích đau nè, rồi tốn tiền con cái nè. Tập thể dục mình khỏe. Khỏe, đúng rồi. Rồi còn làm đẹp để làm gì? Làm đẹp chứ. Ta ngắm, ta nói, ồ bữa nay sẽ thấy đẹp. Con nói về mẹ hơi nhiều rồi này, mẹ có điều gì mà chưa hài lòng ở con không? Thì không có phải, có gì tâm sự với mẹ đi, hai mẹ con mình, con nghĩ là con như con gái mẹ đi. Mẹ muốn là con về nhà mẹ là phải vui, chứ mẹ không muốn con khóc. Mà mẹ cũng không muốn hai vợ chồng con cả giả là kêu mày, tao này cái nọ, mẹ cũng muốn nữa. Chẳng thà, thôi con đừng khóc nữa, con khóc mẹ đau lòng lắm, con đừng khóc. Bây giờ coi để coi chồng em nói gì nha. Mẹ ơi, mong mẹ bớt đi chơi cà phê hay làm đẹp với bạn lại. Vì với con và gia đình, mẹ đã đẹp lắm rồi. Mẹ hãy dành thời gian nhiều hơn cho gia đình mình và chỉ dạy cho con dâu biết nấu ăn, làm việc nhà. Vì mẹ cũng lớn tuổi rồi, cũng cần có người phụ mẹ chia sẻ bớt những gì trong cuộc sống. Còn vợ ơi, em cũng nên gần gũi với mẹ nhiều hơn, theo mẹ học cách nấu ăn, học cách quán xuyến gia đình. Nhiều lúc em thấy mẹ buồn và vợ cũng buồn, chắc là có chuyện gì đó nên hai người chưa hiểu nhau. Mong hai người sẽ nói rõ những gì khúc mắc với nhau và sẽ hiểu nhau nhiều hơn. Mong gia đình mình luôn vui vẻ và hạnh phúc. Đi làm có nhiêu tiền á, đi làm đẹp đi. Lúc trước em còn đẹp mà cái khuôn mặt đó, nó có phúc hậu lắm anh Linh. Cái lên chị bạn chơi bà rủ đi sửa mũi, giờ mặt nó không có phúc hậu chỗ nào, lắc em đi lấy ra. Dạ thôi đừng có làm đẹp làm bị ghiền á cô. Mẹ chồng rất thoải mái, thậm chí cứ nói thoải mái đi. Mẹ giận chút rồi mẹ cũng hết rồi. Rồi cảm ơn mẹ chồng nàng dâu hôm nay rất là nhiều. Mẹ cưng con, mẹ hung con cứ cho mẹ hung cái con được rồi. Cưng dữ lắm luôn. Về cho miếng đất là khác liền. Thì thông qua chương trình thì con có món quà nhỏ dành tặng mẹ. Con tặng đi con. Hoa này con tự làm nè. Trời ơi, hoa tự làm đẹp không hả mấy chị ha, mấy anh ha. Quá trời đẹp luôn á, trời ơi. Cưng quá trời ơi, dâu của mẹ cưng lắm. Bây giờ chia sẻ cho mọi người biết món quà con dâu mình tặng là gì nè. Nước hoa. Trời mẹ mê nước hoa nữa. Tại con mẹ trời con thích ơi, mẹ ơi có vàng nữa mẹ ơi. Với cái son, nước hoa son với cái đồng hồ. Bây giờ ấy son cho mẹ đi nè.
đây. Trời ơi, chiếc đồng hồ vàng. Mẹ ha. Đeo đồng hồ cho quá mẹ hạnh ha. Phúc luôn bởi vậy. Xịt cho mẹ miếng dầu thơm. Xịt dầu thơm luôn, làm láng luôn đi con hả mấy anh mấy chị ha. Xịt đôi tay đi trời ơi. Đây đeo đồng hồ cho mẹ luôn. Đeo luôn đi hai tay hai cái đồng hồ luôn. Trời ơi, giờ hạnh phúc quá. Con dâu có hiếu quá. Trời. Mẹ chồng thêm miếng đất nữa nha, hai miếng. Ừ, hai miếng luôn. Mẹ cảm ơn con nghe dâu. Trời ơi, hung nữa thấy chưa. Đừng có né nữa nha. Ờ, không có né nữa nha. Thì miếng ngày mai cũng được nữa. Vậy hả? Nha. Ừ. Rồi chương trình hấp hôn nữa. Vậy hả? Dạ, con xin chào bác. Xin chào chị. Dạ, cô dạ. Dạ. Mời bác giới thiệu về bản thân tí xíu ạ. Tôi tên Nguyễn Thị Kim Anh. Dạ. Đang làm công tác cựu chiến binh phường. Dạ. Bác bao nhiêu tuổi rồi ạ? Nay 61 tuổi. À, dạ. Còn em? Dạ, em tên là Phùng Thị Thu Hường, làm nhân viên bán hàng mà. Em 28 tuổi. Dạ. Cũng còn trẻ ha. Khi mà lần đầu tiên cô gặp con dâu á, thì cô có cảm nhận thế nào? Lúc tôi thì tôi cũng không để ý gì, tôi cũng không nghĩ gì. Tại vì lúc thằng trai tôi đi lính đảo về, thì về một thời gian gì cũng khoảng chừng tháng hai tháng gì đó, nó mới dắt cô này về giới thiệu. Nó cũng chưa dám nói gì, có là bạn thôi. Tôi nghĩ thầm trong bụng tôi á, nó còn nhỏ còn trẻ bông trẻ măng không biết làm gì. Coi như buổi chiều đó đưa bạn về, rồi mấy ngày sau nó mới nói đây là bạn gái của con. Nó nói sao mẹ thấy bé xíu à, mà nó còn bấm vào sữa mẹ ơi. Biết có làm ăn gì được hay không. Tôi cũng thôi kệ đó, cứ để từ từ đi. Đó tôi cũng chưa nói gì hết. Ấn tượng là ấn tượng thôi. Không có làm ăn gì được hết đó. Còn bé xíu à, còn trẻ như bấm vào sữa mà. Dạ. Nó, tôi không có dám nghĩ gì hết á. Nhưng mà sau đó dẫn lại lần thứ hai á, biết là bạn gái là con dâu tương lai mình rồi, thì mình nhìn kỹ mình đoán như thế nào? Tôi thì lúc đó nói đây là bạn gái con thì tương lai sau này á con cưới vợ luôn. Con cưới luôn. Mẹ nghĩ sao? Giờ con ưng thì mẹ cũng phải chịu chứ, giờ có thằng trai giờ biết sao nói. Có một thằng trai. Chị quen với ảnh là trong cái dịp nào? Dạ trong dịp em đi chơi với bạn em, ba bạn em giới thiệu. Bạn em nói tao có thằng bạn này nè, nó chưa có bạn gái, mày quen không? Thì mai cái em nói quen thì quen, để quen thử coi sao. Rồi quen bao lâu thì mới về ra mắt mẹ? Mới quen nhau được 1-2 tháng, cái ảnh chở em đi chơi, cái ảnh mới nói thôi về nhà anh chơi đi. Cái em mới nói về nhà mẹ anh khó không? Mới quen mà về sao kỳ quá, cái ảnh nói cứ về đi không sao đâu, mẹ anh dễ lắm. Vậy kết hôn được bao nhiêu lâu rồi? Em kết hôn được 5 năm rồi chị. 5 năm, có em bé chưa? Dạ rồi chị, con em 3 tuổi rưỡi. Dạ. Lần đầu tiên em gặp mẹ thì ấn tượng đầu tiên là thấy cũng hơi khó tính, nhưng mà qua tiếp xúc là rất là dễ gần. Cô thích điều gì con dâu của mình? Nó vô tư, dễ thương, nó bé nhỏ xíu à, nhìn nó bảnh gái nữa. Dễ thương nữa. Tính tình thì nó như con nít vô biết sao giờ. Lúc đó tôi cũng không biết gì, tôi không nghĩ gì sâu sắc hết á. Em với mẹ chồng hợp tính nhau ở điều gì? Dạ, cô chở nhau đi chơi, đi mua sắm rồi. Mẹ chở em không à? Ủa sao em không chở mẹ? Em lùn không khó trời. Trời ơi. Mẹ chạy xe rành hơn em. Trời đất ơi, sướng quá vậy. 28 tuổi để người 61 tuổi chở hả trời? Không phải, tại vì tại xe xéo thôi. Nó chở tôi rồi sao tôi sợ. Nên là nói chung là tôi thi bằng lái năm 94 rồi. Tay chèo tay lái một mình tôi mà. Mẹ em chạy xe dữ lắm, em ngồi sao em kêu mẹ ơi chạy chậm thôi, con sợ quá. Trời đất ơi. Nó cũng có xe chồng nó chở. Em đi đâu đi làm xa thì chồng nó chở, còn thì chị tỷ nó ở nhà đi đâu cần gì thì mẹ, còn không thì đưa xe cho nó đi. Dâu sướng gì trời. Đi đâu chồng chở mấy mẹ chở. Cửa nhà giặt đồ ai giặt? Dạ má giặt. Trời ơi. Trời ơi. Có bao giờ giặt đồ cho mẹ chồng chưa? Dạ. Tôi không chắc có. Chắc có. Lâu lâu đột xuất á. Lâu lâu. Vậy mẹ chồng có bao giờ giặt đồ cho con dâu không? Thì có luôn á. Thấy chưa? Trời ơi. Tại vì lúc nó đã sanh thì tôi lo hết chứ, tôi nuôi hết từ anh Z mà. Dạ. Em về nằm ổn tháng là mẹ em nuôi luôn, giặt đồ luôn. Trời ơi. Trời ơi, sướng quá vậy ta. Ủa hình như là đây là con dâu mẹ chồng ngược lại phải rồi nha. Ôi, cái gì đâu mà mày chồng lo hết trơn vậy đó hả? Tại thằng con trai mình nó dở thì mình phải lo, mình giỏi quá rồi con mình dở. Ôi vậy là anh dở hả chị? Dạ. Có đi làm hoài không? Đi làm. Đó, chồng em đưa thẳng tính chị, anh mẹ chồng bù quá. Đó là chuyện gọi là hợp nhau. Dạ. Chuyện nghe chiều này kia thôi, nhưng mà có bao giờ xảy ra mâu thuẫn không? Không.
Mâu thuẫn là mâu thuẫn là gì? Không có mâu thuẫn gì hết trơn á. Dạ chưa, chưa. Mâu thuẫn là gì? Mâu thuẫn là cái gì? Mâu thuẫn là gì con? Trời ơi con, bây giờ con mất luôn chữ mâu thuẫn rồi đó. Trời ơi. Cái này hay rồi nha. Cái gì mà chúng tôi cảm nhận mà bất kỳ gia đình nào mà mẹ chồng con dâu hỏi ủa mâu thuẫn là gì? Trời ơi. Cái gì chắc có gia đình này thôi. Có khi nào mà con mình làm điều gì mình buồn không? Không buồn đó liền à. Bộc phát liền à. Dạ, không vừa ấy là bộc phát liền à. Nói con làm này mẹ không vừa ấy là con phải sửa. Nó không sửa thì sao? Nó xin lỗi mẹ con sửa. Có mấy lần lúc mà em mới lấy chồng về thì em giận chồng mẹ em ưa dọn đồ đi. Đó là mẹ chồng mẹ em hơi buồn. Cô la gì mà giận gì mà phải xách đồ dạ, gì? Dạ không có la, hai chồng nó buồn giận chồng nó chứ cô đâu có ra này con. Em giận chồng em. Em giận chồng chứ mắc mớ gì đâu có giận mẹ chồng đâu. Bởi vậy nói tôi nói mâu thuẫn gì tôi đâu biết mâu thuẫn là cái gì. Nhưng mà nói giờ con dâu á, có nấu nướng gì cô ăn không? Dễ lắm. Đó về con nấu cho mẹ có bị không? Em nấu, anh nấu gì mẹ ăn đó rồi. Quen cà phê sữa. Con uống cà phê chế cho mẹ ly cà phê sữa mẹ uống. Chỉ có nấu mì với cà phê sữa cho mẹ. Ừ, có làm gì. Rồi mẹ nấu gì cho con ăn? Con nó thèm á. Nhiều món. Mẹ nấu cháo con. Mẹ nấu cho tụi con về tụi con ăn. Vậy suốt cuộc đời mẹ chồng phục vụ con dâu vậy đó. Dễ thương quá. Thì lúc nào mình làm được thì giúp cho con, còn nó còn không làm được thì nói tùy nó thôi. Mà mẹ chồng gì dễ quá vậy? Nói chung mình nhá, cũng không khó, tại vì nó cuộc đời bộ đội mình mà đâu có trời, khó chứ. Dễ thương quá. Cô la con dâu lớn nhất là la gì? Đâu có la gì lớn nhất đâu. Nói thôi thì nói sao dù nói lớn nhất là sao? Hả? Mẹ em quên á, em nhớ nè. Nhớ. Chắc lúc hai chồng em gây lộn cái em tức quá em nói mày tao hay gì đó. Cái mẹ nghe mẹ la mới nói vợ chồng không được xưng mày tao. Cãi qua cãi lại thì em cũng mới giận em bỏ đi. Xong rồi mấy bữa em cũng về em xin lỗi mẹ là cho em vô về nhà. Mà từ ngày có con là chồng em đỡ bớt nóng tính lại. Nhưng cô biết con mình có những cái tật xấu gì không cô? Thì con trai nó đi nhậu, bạn bè ra đường thì bạn bè nhậu nhẹt, nhậu tới bến thôi. Nhưng mà sai thì không có sai, về tới nhà thôi. Ví dụ như con mình nó mét, nó nói tại vợ con sai thì cô thì sai cái nào hỏi rõ đúng. Hỏi con có sai không, con có nói đúng vậy chồng vậy không? Con phải sửa. Là sai, biết sợ ai thì xin lỗi mẹ. Rồi có bao giờ mà con dâu nó mét con ruột mình không? Có chứ. Lúc nó mét gì? Nó nói mẹ mẹ, ảnh đi làm, ổng ăn nhậu về, ổng có phụ gì con hết trơn á, mẹ rầy giùm phụ con. Rồi cô ra sao? Tôi nói, thì hồi đó mẹ nói mà lúc mà người chuẩn bị con hai đứa tụi con quen á, là mẹ nói, mẹ đẻ nó là mẹ biết nó à. Con thương nó là sau này con khổ con ráng chịu. Hồi đó nó chưa vợ, là nợ của mẹ. Dạ. Nó có vợ rồi là nợ của con tự xử. Trời ơi, thì đó là bả mừng quá. Bả mừng quá, mới dễ đính. Trời ơi. Có khi nào mà hai mẹ con cãi lộn vì ảnh không? Dạ không, không bao giờ. Toàn là, ví dụ như hai chồng em gây lộn, toàn là em mét mẹ không? Em mét mẹ nhiều hơn là ảnh mét. Có đem điện thoại đó không? Dạ có. Cho anh mượn điện thoại anh gọi cho xã em ơi. Đưa số điện thoại để anh bấm anh tự gọi cho. Dạ. Chuyện này phải làm bất ngờ vậy mới được. Có khóc mở máy có mở máy. Anh tên gì? Dạ anh tên Tâm. Tâm phải không? Dạ. Để gọi nhím yêu cái tưởng. Tắt luôn rồi. Vậy là đang hỏi đó anh. Rồi vậy là anh tưởng đâu là có ông xã em á, anh sẽ hỏi một vài điều nhưng mà có lẽ hình như ông sợ quá ông tắt luôn. Tóm lại là mẹ chồng con dâu này không có mâu thuẫn. Ông không biết chữ mâu thuẫn. Ừ, chỉ có niềm vui thôi. Mẹ chồng nàng dâu buồn buồn nhiều khi ở nhà mua bia về nhậu luôn. Trời ơi, hay vậy ta. Hai người nhậu luôn vậy đó hả? Có chị chồng nữa. Hai mẹ con với chị dâu, chị chồng, chồng. Đó, con nhỏ thứ hai nữa. Nhậu rồi mẹ con cụng ly vô luôn hả? Mẹ luôn chơi vui vui. Mẹ uống một ly. Mẹ uống một ly là mẹ đi ngủ rồi, còn em với chị chồng em chờ uống tiếp. Có bao giờ mẹ chồng gọi là dạy con điều gì không trong cuộc sống không? Có chứ, nhiều lúc cái nào nó không biết mà mình chỉ dạy nó. Để sau này mình có nằm xuống đi rồi nó dạy con nó chứ. Trong gia đình có bao giờ nó buồn nhau một chuyện nhỏ nhỏ gì mà không giận nhau nói chuyện không? Không, buồn ở 5 phút à. Dạ. Nhà em buồn lúc giận. Đó nói xong rồi thôi bộc phát ra đánh dây không để bụng. Thí dụ như có chuyện giận hờn thì ai sẽ là người hòa giải trước? Mẹ. Thí dụ là mình sai thì sao cô? Mình đâu có gì sai. Mình làm mẹ mà đâu có gì sai. Mà sai con cũng đâu dám nhúc nhích. Trời ơi. Em từ đó giờ ở chung mấy năm rồi? Dạ ở chung 2 năm. 2 năm rồi.
Không lẽ không có cái tật xấu gì của con dâu hết trơn hả? Với tại em cũng đi làm mà. Hồi đó em đi làm tới chiều em mới về. Hơi xấu ngày ấy. Ít nhất về nhà về tối chiều về. Về thì mẹ lo hết trơn rồi, về chỉ lên mâm ăn cơm xong rồi đi người tắm rửa ngủ thôi. Thì cái xấu là không chịu lo cái gì cho mẹ chồng. Không bao giờ. Thì có mẹ lo hết rồi. Để em đi làm với em. Trời. Con có gặp người mẹ chồng nào như thế này không? Trời, gặp là con đứng hình luôn á chú. Đứng hình nữa đó. Con ước mơ được một người mẹ chồng như thế này không? Dạ muốn. Trời ơi, nhiều người mẹ chồng đang coi theo dõi chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu chắc là cũng bất ngờ lắm. Dạ. Thế nào cũng có một cái mâu thuẫn nhỏ nhỏ gì mà cái này trắng trơn luôn, coi như lý lịch trong sạch. Chị đâu biết mâu thuẫn gì. Có cái thì có gì nói, không vừa ấy nói thẳng bộc phát là thôi. Tôi đây con tôi cũng vậy, gái tôi cũng vậy, không vừa ấy là rầy nó hai chồng đó. Cái nào lại vợ nói thì chồng phải nhịn, mà chồng nói thì vợ phải nhịn. Thì trong nhà tao nói chén góp sống nhà khô, huống chi vợ chồng tụi con già còn lục đục chứ huống chi tụi con trẻ. Nên phải nhường nhịn nhau, nếu mà sống với nhau á, ăn đời kiếp nhau thì đứa nhịn một câu nhịn chín câu lành. Bây giờ mình có mong muốn điều gì tốt hơn nữa không? Cô có muốn mong muốn con dâu mình thay đổi cái gì không? Đúng rồi. Thì nó coi như là sau này muốn con mình á biết rằng mẹ dễ, nhưng mà phải học hỏi theo mẹ. Để sau này cái gì tốt, cái gì xấu, xấu là bỏ, tốt để học hỏi, để dạy con. Cái tương lai sau này mình á đâu có sống đời với con mình. Đó, nên là mình cũng chỉ cái nào khó con phải học hỏi hay là như thế nào để rút kinh nghiệm, để gia chạm vào xã hội. Bác còn con trai không? Có rồi, có một đứa rồi. Tính xin làm con dâu á. Chị muốn làm mẹ chồng, chị thay đổi gì? Dạ, em thì mẹ chồng em như vậy là em rất là thương mẹ chồng em rồi. Em không muốn mẹ chồng em thay đổi gì hết á. Nhưng mà em ước mơ đó là ví dụ như sau này em làm công việc gì mà có tiền nhiều, hoặc là trời thương cho em trúng vé số hay gì đó. Em sẽ cho mẹ một số tiền để sáng mai khỏi còn buôn bán cực khổ nữa. Chỉ vậy thôi. Hôm nay chúng ta gặp mà hai đối thủ đáng gồm. Không có chuyện gì để phân tách hết vậy. Quá vui luôn á. Quá dễ thương. Dạ. Rất là tự nhiên dễ thương. Thôi bây giờ thế này, hai người chúng ta hãy ôm chặt hơn nữa để kết nối tình mẹ chồng nàng dâu chắc hơn nữa. Niềm vui sẽ tiếp tục nhân đôi nếu như tất cả mọi thứ nãy giờ nó phát triển hơn nữa. Được ha? Dạ. Rất là nhiều trò chuyện ngày hôm nay rất thoải mái.